Sáng ngày 14 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại xã Vô Tranh khiến một người tử vong. Vụ nổ lớn khiến ngôi nhà của người đàn ông 33 tuổi bị hư hỏng nặng, mái nhà bị thổi bay, gạch vỡ tung tóe trên nền đất. Theo cơ quan công an, tối ngày 13 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ nổ tại gia đình người đàn ông 33 tuổi tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Vụ nổ khiến người đàn ông tử vong ngôi nhà cũng hư hỏng nặng. Ngoài ra, không ai khác trong gia đình anh bị thương. Theo video và lời kể của người dân, vụ việc phát ra tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều đồ, nhà, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng cháy xém, phần mái nhà bị thổi bay nên đất còn vương vãi nhiều viên gạch. Cách đây chưa đầy một tháng, tại tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra vụ nổ lớn, thổi bay một nửa ngôi nhà tại huyện Tân Yên khiến hai vợ chồng bị thương nặng. Hiện trường vẫn còn lăng lổ, nhiều vết khói đen, các thiết bị điện tử đồ đạc hư hỏng, nóng chảy, một phần mái tôn bị bật nóc, trơ khung kim loại, phòng ngủ và nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy đen. Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết đã có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng là giám đốc doanh nghiệp vì đã có hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Thế Thịnh được cấp phép xây dựng tổng hợp, khai thác khoáng sản và trực tiếp khai thác đá vôi xây dựng tại mỏ đá Lẻ Khe Dây, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Trong các năm từ 2021 đến năm 2023, Võ Văn Thế đã có hành vi khai thác, vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép khối lượng 87.000 m khối đã gây ra thiệt hại về tài sản, khoáng sản của nhà nước với trị giá hơn 9,5 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã có ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Khánh, sinh năm 1993, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên với vai trò là giám đốc điều hành mỏ đá tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, từ năm 2022 đến năm 2023. Ngô Đình Khánh đã trực tiếp điều hành công nhân khai thác khoáng sản vừa phạm vi mỏ được cấp phép với khối lượng khoáng sản khai thác là hơn 83.000 mét khối với tổng giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép là hơn 11,5 tỷ đồng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, từ năm 2023 cho đến nay, các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh đã xử phạt 155 trường hợp gây ô nhiễm hệ thống Bắc Hương Hải đoạn qua tỉnh Hải Dương trong đó lực lượng công an tỉnh trực tiếp phát hiện kiểm tra, xử lý 83 tổ chức cá nhân về các hành vi đổ chất thải trái phép, xả nước thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý 32 tổ chức cá nhân xử phạt vi phạm hành chính trên 1,1 tỷ đồng. Còn lại là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp kiểm tra xử lý lượng nước thải phát sinh vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương khoảng 118.504 m khối trên một ngày đêm. Từ nhiều năm nay, nước hệ thống kênh Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Liên quan đến sự việc một chủ nhà ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ đòi tăng giá cho thuê nhà quá cao, khiến bốn người mù đứng trước nguy cơ không có chỗ ở. Sự việc này khiến nhiều người bất bình. Hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin từ phóng viên thời sự VTC. Theo hợp đồng cho thuê nhà vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, anh Nguyễn Công Trường, người đại diện cho ba người mù khác đứng ra ký hợp đồng thuê căn nhà rộng 60 m2 tại số 38 Lương Thế Vinh, phường Trường Thi, thành phố Vinh, với chủ là bà Nguyễn Thị Dung trong thời hạn 5 năm để làm chỗ ăn ở sinh hoạt với giá cho thuê 4,5 triệu đồng một tháng, đến thời hạn 2 năm rưỡi thì điều chỉnh lên hoặc xuống 10% tùy theo giá thị trường, Tuy nhiên, vào cuối tháng 10 năm 2024, bà Nguyễn Thị Dung đến và yêu cầu tăng giá thuê nhà lên 7 triệu đồng một tháng. Bà nói là 7 triệu thì mấy không thuê được thì gì lại nha. Em mới bảo là thì hiệp đồng gì nhà, nhà, nhà cháu đang cầm này phải theo hợp đồng như gì. Dì. dì bảo là, là 7 triệu bảy ông thuê thôi, nhà, tao lấy, nhà tao 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 mình đi mình. Liên hệ qua điện thoại với bà Dung, người cho thuê nhà, bà Dung cho rằng việc bà tăng giá là có cơ sở và việc tăng giá là quyền của bà và không theo hợp đồng nào cả. Hợp đồng cái ký năm năm cứ năm năm hợp đồng hợp đồng ấy chứ mình chỉ ăn theo nhà thị trường hay lương nhà nước cái công an một đội lên 30% phần trăm hai năm lên liên tục cái tao lên được giả nha là sửa nó có anh mới dính đồng trăm nếu mà chiều theo hợp đồng thì là chủ nhà sai. Cái thứ hai thì đối tượng thuế là lực lượng à, yếu thế ở trong xã hội thì nên có cái tạo điều kiện để giúp đỡ họ thì tốt hơn là à, áp như thế này thì thực tình làm tội họ vì mặt mũi chân tay cũng lành lặn. Anh Trường cũng cho biết, vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2024, bà Dung đã cho người đến tháo giữa hàng mục mái tre phía trước căn nhà nhằm gây áp lực để anh Trường và các người mù khác phải rời đi hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực vì thời hạn của nó là 5 năm. Và trong đó có một cái điều kiện điều điều khoản về thỏa thuận giữa hai bên. Thỏa thuận này là 2 năm rưỡi thì sẽ lũy tiến thêm 10%. Và như vậy thì có thể khẳng định rằng là hai bên vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022. Và cái việc mà chủ nhà đuổi đuổi người thuê nhà ra ra khỏi khỏi nhà hoặc là khóa lại tôi cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng về hợp đồng. Cũng theo ý kiến của luật sư, vì chủ nhà không thực hiện theo nội dung thống nhất giữa hai bên về hợp đồng thuê nhà ở, đã vi phạm nghiêm trọng về hợp đồng. Việc này cũng đẩy bốn người mù gặp khó khăn về chỗ ăn ở. Chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý trong tiểu mục Giao thông số. Cầu T6 nối xã Vĩnh Phước với thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bị sập nhịp giữa, khiến một xe tải chở 30 tấn gạch rơi xuống kênh. Chính quyền địa phương cho biết, ô tô có trọng tải 19 tấn và đang chở 30 tấn gạch, trong khi đó trọng tải của cầu T6 chỉ là 5 tấn. Nhiều ý kiến đang đặt ra câu hỏi, trường hợp này thì trách nhiệm pháp lý sẽ như thế nào? Theo các đơn vị tư vấn luật, theo kết luận ban đầu cho thấy cầu T6 đã cấm xe 5 tấn đi qua, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe vượt quá trọng tải của cầu, đi qua dẫn đến sập cầu thì hành vi đã vi phạm các quy định tại điều 9, điều 11 và điều 28 Luật giao so thông đường bộ năm 2008. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm thì hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cần xác định nếu lái xe biết tải trọng tối đa cho phép qua cầu nhưng vẫn cố ý cho xe qua dẫn đến thiệt hại là sập cầu thì hành vi này có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự, hình phạt dành cho tội này có thể lên đến 15 năm tù. Quận Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng đang xuất hiện 25 điểm sạt lở đồi núi đe dọa nhiều khu dân cư, khiến một số các hộ dân phải sơ tán. Tình trạng sạt lở này là hậu quả sau cơn bão Yagi. Bão Yagi đã đi qua được 2 tháng, nhưng một số hộ dân ở tổ dân phố 7, phường Vạn Hương vẫn chưa thể về nhà. Toàn quận Đồ Sơn có khoảng 300 hộ dân sống dưới chân các ngọn đồi núi. Sau bão Yagi, địa phương này xuất hiện 25 điểm sạt lở, trong đó có những điểm nghiêm trọng, đe dọa an huy của người dân, như khu vực đồi phía sau trường tiểu học Hải Sơn, đồi ven đường Lý Thái Tổ, kéo dài từ chùa Hàng đến ngã ba đồi sông và khu dân cư gần đền nghè, phường Vạn Hương. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đồi núi ở Đồ Sơn có độ dốc cao, liên kết thấp, nhiều đá lớn nằm lẫn trong đất. Ông Đinh Xuân Thủy, Chủ tịch UBND phường Vạn Hương cho biết, thời tiết ngày càng bất lợi, mưa nhiều nên nguy cơ sạt lở rất cao. Về lâu dài, chính quyền phải bố trí tái định cư.